Ok các bạn ơi, thì nói chung là mình là người thua cuộc rồi. Trời ơi là trời, thiệt luôn á. Chơi game mà không hiểu lý do vì sao con trai lại chơi game thua con gái luôn các bạn ơi. Lần này thôi coi như là mình chịu thua đi, nhưng mà lần sau mình sẽ cố gắng phục thù. Lần này coi như thua là chịu thôi. Ok, hình phạt úp bánh kem vào mặt. Và mình sẽ là người thua. Mình sẽ là người bị úp bánh kem vào mặt. Cây vãi nồi thời. Rồi nào, lấy bánh kem ra đi. Ok. Ôi ôi ôi, quẹt quẹt trúng bánh kem rồi. Ngon quá. Không sao, một tí nữa một mình ăn nguyên bánh kem vô mặt luôn. Ủa nè, bây giờ ăn được không? Đập tiếc quá à. Hơi tiếc nhưng mà nói chung các bạn nhìn nè. Đây các bạn nhìn nè, thấy không? Bánh kem siêu đẹp luôn. Nhưng mà bây giờ bánh kem này không phải dùng để ăn mà là dùng để đập vô mặt người thua. Thôi xong tôi rồi. Nói chung là thua rồi phải chịu thôi anh em ơi. Không có còn cách nào để cứu chữa, cứu giãn tình hình được rồi. Ê, từ từ, bình tĩnh. Từ từ. Ok. Con trai nói một là một, thua thì chịu thôi đúng không? Ok, rồi. Để mình cởi kính ra đã. Úp cho nó đỡ bị dính vào kính. Vậy đeo kính vào để coi được vào mắt đâu. Không, tôi nhắm mắt lại. Hiểu không? Yeah. Ok ok. Rồi, chuẩn bị chưa anh em? Thời luôn á, chơi game thua giờ bị úp bánh kem vào mặt. Tí nó phải đi tắm lại nữa nè. Ok. Cái này lấy ra được không? Tại vì đập mặt đau lắm, cái này là... Không sao, cái này là kem thôi à. Không sao. Ok. Rồi, bà đếm đi. Rồi, đếm đi. Đếm 1, 2, 3 nha. Ừ. 1 3 3 Ok, bánh kem bị bắn mắt phong này mọi người nè. Ghê rồi. Sợ luôn á. Ôi, hư cái bánh kem hết rồi. Hai, bây giờ nhìn tôi có khác gì là con hổ không mấy ông? Ôi, hai con mắt nè, hai con mắt lủ cái miệng. Đây, mọi người thấy không? Đó, hai con mắt thì mỗi cái miệng như thế này. Vãi nồi thiệt. Một ba. Úp bát mồm vô hết mặt mình luôn, nhưng mà cũng dính ít kem mà may quá, ăn được. Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần gọi là kem nước tương. Đây. Hả? Gì? Cho cameraman ăn từ từ. Một tí nữa bọn mình quay xong á, bọn mình sẽ lấy cái này mình nhét vô miệng camera. Chính là siêu mình. Đúng rồi, cười. Camera đang cười mình mấy bạn ơi. Một tí nữa bọn mình lấy mình nhét vô miệng cho nó biết. Ok. Camera chính là Simmy các bạn. Tí nữa mình lấy này mình nhét miệng Simmy. Ok. Rồi. Tiếp theo là đến phần kem nước tương. Quay đây. Kem nước tương thôi bình thường. Kem nước tương á thì nó sẽ mềm hơn bạn ơi. Nè, sắn xuống cái là lấy ra liền nè. Ít thôi ăn nó bụng chết á. Trời ơi, nhưng mình đâu ngu, mình ăn nhiều vậy mình ăn ít thôi. Mình ăn thôi nè. Cái màu đen rất là quyến rũ. Quyến rũ chứ. Mình sẽ thử nha. Mấy bạn biết không? Cái tương ớt này nè, mình mới ăn vô á, một đợi một tí xíu nó mới bắt đầu nó ghê, mày hiểu không? Còn cái nước tương này mấy bạn bỏ vô miệng là nó ghê liền luôn á. Ghê à? Run.
với tôi. Ôi da, đau quá. Không biết có vừa coi được con mát này không mà thấy chết nãy giờ đó. Ăn gà vô nhảy cho đỉnh cao coi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? 10 cái. Ui. Ok thôi thua rồi, thua rồi. Thử thách này coi như mình thua rồi nha. Mình bị kẹp đủ 10 cái mặt là coi như mình thua rồi đó. À, nó rơi ra luôn này. Đâu quá, đâu quá. Các bạn coi nè. Ui, đâu quá, đâu quá. Không chơi nữa, không chơi nữa, không chơi nữa. Không chơi nữa, không chơi nữa. Không chơi nữa. Thử thách gì đâu mà. Kinh dị quá. Đỏ hết mặt rồi nè. Ui, đỏ hết mặt mình luôn rồi nè. Ôi, đau quá. Ok các bạn ơi, bây giờ tới lượt Phong thử nha. Cho chỗ nhạc trước. Ôi, nó ra cái chất gì á? Nó có cái nước gì bên trong á, cắn vô nó phụt ra. Không ăn nữa, không ăn nữa. Bê, này, tôi xịt tóc cho ông sẽ có một bộ tóc mới hoàn toàn do gọi là người tạo tóc Sammy đèo rồi. Được chưa? Nhắm mắt lại. Rồi kiến nga, rồi kiến nga. Rồi, hai. Đây là đó, đây là đó. Mình tạo tóc cho Phong nè. Đó, ui, tóc Phong kết tủ rồi đấy không? Đó. Ôi ơi, để sao? Để làm tiếp. Ôi á, tôi sẽ tạo ông thành ông già Noel luôn. Hô tóc một hiệp. Đó. Yeah. Thêm cái nữa nè. Trời ơi, có ai mà có lúc đi đâu lại đây.